Rồi hai mình xin chào mọi người nha. Trong tay mình đang cầm đây là một cái dây cáp sạc mọi người, giá chỉ vài chục ngàn thôi, nhưng mà công dụng của nó thì rất là tuyệt vời và nó sạc cho được rất là nhiều thiết bị khác nhau nha mọi người. Cụ thể công dụng của nó như thế nào thì mình sẽ nói rõ cho mọi người biết ha. Thì bình thường thì mình nhìn thoáng qua thì nó cũng giống như một cái cọng cáp sạc bình thường của mọi người, một đầu là USB, một đầu là Lightning. Thì sự khác biệt của nó ở đây là khi mà mình kéo cái đầu này ra thì cái đầu của nó sẽ chuyển đổi thành là taxi đó mọi người. Bên này cũng vậy, chuyển đổi thành taxi. Nó taxi thì nó được công dụng như thế nào? Thì nó sẽ sạc được nhiều thiết bị khác nhau và nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh lên tới 65W nha mọi người. Đó, hỗ trợ sạc nhanh thì mọi người cũng biết rồi đó. Mọi người mua cái củ sạc mà có hỗ trợ sạc nhanh thì đa số cái chu cắm vào của nó sẽ là taxi đó mọi người. Nó sạc được cho iPhone 11, 12, 13, 14, 15 luôn. Thì ở đây mình sử dụng rất là nhiều thiết bị, mình cũng đã thử qua rồi mọi người. Thì mình thấy là thiết bị nào mình cũng xài sử dụng sạc vô cũng ok hết. Rồi cái dây sạc của nó thì nó thiết kế là cái dây sạc giải mọi người. Dây giải là cái dây này thiết kế dành cho gọi là để chống gấp chống gói mọi người, rất là ok. Đó, thì theo mình thấy thì qua một tuần sử dụng mình thấy thì sạc rất là ok mọi người. Với mà cái cọng sạc mà có vài chục ngàn thôi mà nó được cái công dụng như thế này thì gọi là không còn gì mà phải bàn cãi ha mọi người. Mình cắm cho nó là 10 điểm luôn. Mình cũng có thử cái sạc, cái hiệu năng của nó coi lên được bao nhiêu mà watt của sạc nhanh đó mọi người. Thì mình thử thì gọi là nó sẽ không có giống như ở trong đây là nó để là 65W, nhưng mà nó cũng được là gọi là 60W đó mọi người. Ok lắm. Mọi người quan tâm sản phẩm á, bấm vỏ hàng mé bên tay trái nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người, xin chào mọi người.